Chào mừng quý bà con cô bác đến với bản tin cập nhật giá cà phê của kênh Cô Ba Sài Gòn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới đầy năng lượng và mọi công việc tiến triển thuận lợi. Xin chân thành quý bà con cô bác đã ủng hộ kênh lâu nay. Nếu là lần đầu đến với kênh xin hãy ủng hộ kênh một đăng ký, một like cho video và nhấn chuông để dễ dàng theo dõi cập nhật giá hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, Giá cà phê thế giới rạng sáng ngày hai ngược lại giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 3 tháng 4 năm 2024 sắc xanh chiếm ưu, xu hướng tăng trở lại. Mức tăng dưới 2% so với phiên giao dịch trước, giao động 185,90 đến 192,70 cent lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 191,80 cent lb. Kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 191,10 sen LB. Kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 190,70 sen LB và kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 190,25 sen LB. 4/2024 lúc 4 giờ 24 phút được cập nhật trên sàn giao dịch Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV được ghi nhận như sau. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London lúc 4 giờ 24 phút ngày 3 tháng 4 năm 2024 quay đầu tăng mạnh sau nhiều phiên giữ giá, mức tăng từ 155 đến 184 USD tấn, dao động 2.246 đến 3678 USD tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 3663 USD tấn kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 3.580 USD tấn, kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 3.490 USD tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 3.388 USD tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 3 tháng 4 năm 2024 tiếp đã tăng so với phiên giao dịch trước đó, mức tăng dưới 2%

Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 3 tháng 4 năm 2024 có sự tăng giảm hỗn hợp qua các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 244,30 USD tấn, kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 245,30 USD tấn kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 238,20 USD tấn và giao hàng tháng 12 năm 2024 là 237,70 USD tấn. Cà phê Robusta giao dịch trên sàn ICE Futures Europe, sàn London, mở cửa lúc 16 giờ và đóng cửa lúc 0 giờ 30 phút hôm sau, giờ Việt Nam. Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures Mỹ, sàn New York mở cửa lúc 16 giờ 15 phút và đóng cửa lúc 1 giờ 30 phút, hôm sau, giờ Việt Nam. Đối với cà phê Arabica giao dịch trên sàn B Brazil sẽ mở cửa từ 19 giờ đến 2 giờ 35 phút, hôm sau, giờ Việt Nam. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 24 phút ngày 3 tháng 4 năm 2024 như sau. Giá cà phê trong nước tăng nhẹ trở lại, dao động quanh mốc trên dưới 99.000 đồng trên kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 98.700 đồng trên kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 98.800 đồng trên kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá 98.700 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 98.800 đồng trên kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 98.200 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 3 tháng 4 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư Mờ r cà phê được thu mua ở mức khoảng 98.600 đồng trên kg, còn tại huyện EA h Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 98.700 đồng trên kg. Theo các chuyên gia, khí hậu khô và nhiệt độ cao trong những năm gần đây đã làm tăng thêm tổn thất sản xuất và làm sản lượng cà phê giảm dẫn đến nguồn cung bị siết chặt, thể hiện qua lượng tồn kho thấp hiện nay. Dự báo của Mares Group BLC thâm hụt cà phê Robusta toàn cầu vụ 2024 phần 2025 là khoảng 2,7 triệu bao do sản lượng tại Việt Nam giảm đáng kể. Trong khi đó, Hiệp hội Cà phê, Ca Cao Việt Nam, Vicofa dự báo xuất khẩu cà phê niên vụ 2023 phần 2024 của Việt Nam sẽ giảm 20% so với niên vụ trước xuống còn 1,336 triệu tấn do thời tiết khô hạn làm giảm năng suất và sản lượng cà phê. Tuy vậy, yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm tồn kho ở châu Âu rõ ràng là do khó khăn về nguồn cung, do lượng cà phê Robusta sẵn có ở châu Á khan hiếm và những khó khăn về hậu cần trên tuyến đường Á-Âu do những bất ổn ở biển đỏ. Hiện nay, việc bổ sung cà phê mới thu hoạch từ Brazil và Indonesia được kỳ vọng sẽ tạm thời lấn át tính chất độc quyền từ cà phê Việt Nam cải thiện nguồn cung cà phê thế giới, đặc biệt là tại các thị trường nhập khẩu lớn đang trong tình trạng cạn kiệt tồn kho như Mỹ và châu Âu. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.